Thưa quý vị, trong buổi kiểm tra tiến độ thi công công trình tuyến đường ven sông Tuyên Sơn Túy Loan gần đây, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Lê Trung Chinh chỉ đạo các hộ đã nhận tiền, nhận đất tái định cư trên địa bàn huyện Hòa Vang phải khẩn trương di dời bằng giao mặt bằng cho đơn vị thi công trước ngày 15 tháng 3. Thế nhưng đến thời điểm hiện tại, chỉ có 2 trên 17 hộ tháo dỡ vật kiến trúc hoàn trả mặt bằng cho đơn vị thi công. Vậy nguyên nhân việc chậm bằng giao mặt bằng do đâu? Phản ánh của phóng viên thời sự là một trong 17 hộ dân đã nhận tiền đền bù vào đất tái định cư về nơi ở mới. Nhưng gia đình bà Hướng vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư để thi công công trình theo tiến độ. Lý giải vấn đề chưa bàn giao mặt bằng, bà Hướng cho biết gia đình bà đã hoàn tất thủ tục và sẵn sàng bàn giao đất thực tế. Nhưng gia đình có tăng mới nên việc di dời bàn thờ đi nơi khác là rất khó. Đề nghị ban giải tỏa cho thêm thời gian để mang bàn thờ về nơi ở mới. gia đình tôi là cũng đã nhận hết tiền và bàn giao mặt bàn rồi nhưng mà bây giờ hiện tại là cái bàn thờ ông già vừa mới mất mới làm tuần 50 ngày vừa xong cho nên chị là tôi xin cái bàn giải tỏa đền bù là để cho à, gia đình tôi làm xong cái nhà một thời gian ngán thôi là tôi sẽ dời bàn thờ ông già đi chứ chừng bây giờ cái bàn thờ ông già mất là còn cái tan mới là đi thuê nhà, người ta không cho thuê. Và cái cái miếng đất của người ta họ cũng không cho mình để cái bàn thờ lên. Và thứ hai nữa là trừ không lẽ trừ đem để mình đất của của cái bàn thờ bây giờ lên cái mảnh đất mới của mình là mình đang thi công. Cho nên là tôi xin ban giả tỏa đền bù là cho tôi nón là một thời gian tôi sẽ sẽ phải dành. Còn hộ ông Chiểu, dù đã nhận tiền, nhận đất, đã lâu, nhưng vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công chỉ vì lý do đơn giản là chưa coi được ngày triệt hạ. Bây ừ, gia đình em nhận tiền của đền bù đầy đủ hết rồi đắp nhận hết nhưng mà với vướng cái là chưa đọc nhỏ lý do là em chưa cúng được cái ngày triệt hạ nên nhỏ em chưa đọc. Theo ban quản lý dự án, việc chậm bàn giao mặt bằng ảnh hưởng rất lớn đến tiến độ thi công trên toàn tuyến. Đặc biệt trong thời gian này, tranh thủ thời gian nắng ráo, các đơn vị thi công đã tăng cường phương tiện, máy móc để sang lắp, thi công cho kịp tiến độ. Riêng cái tiếng đường Văn Sông Thanh Lân đi qua địa phận huyện Hòa Vang, đang là vướng mặt bằng quan tầm 600 m và có 17 hộ dân đang chờ tháo dỡ và bàn giao mặt bằng để cho đơn vị thi công triển khai công việc tiếp theo. Đến thời điểm này thì vẫn đang chờ nhân dân và để bàn giao mặt bằng mà hiện nay chưa được. Ban giải phóng mặt bằng huyện Hòa Vang cho biết đối với 15 hộ còn lại ở huyện sẽ tiếp tục vận động tháo dỡ nhà cửa và vật kiến trúc trong tháng 3 này. Đối với các hộ cố tình chi y thì sẽ cưỡng chế. Thì hiện nay là cái tuyến đường quan sông Tiên Sơn Tí Loan đi qua địa bàn huyện Hòa Vang thì người dân đã ký bàn giao 100% về bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Hiện nay người dân đang tháo dỡ và hiện nay là còn khoảng 10 một số hộ đang tháo dỡ thì trong cố gắng là ban hiện đang cố gắng trong tháng 3 này vận động người dân tháo dỡ để bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Dự án tuyến đường ven sông Tuyên Sơn Túy Loan có tổng mức đầu tư hơn 500 tỷ đồng, là một trong những dự án động lực của thành phố Đà Nẵng. Tuy nhiên sau hơn 4 năm khởi công và được gia hạn tiến độ đến nay, dự án vẫn chưa thể về đích ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống người dân trong việc đi lại nhất là vào mùa bão lụt